Chỗ ta thật lớn nhờ cho cả ba đội chơi được không ạ? Và chuẩn bị, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị 3, 2, bắt đầu! Trời ơi, anh ơi, quay ra ngoài cho khán giả xem với, các bạn đang xem anh rất là nhiều và cổ vũ cho chúng ta. Sao giấu mặt vậy? Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta được tài trợ bởi những phần xiên que nướng Thái Lan đến từ nhà tài trợ Mắm Hí, cũng có mặt trong hội chợ ẩm thực của chúng ta. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn thưởng thức, các bạn có thể đến với địa chỉ 57C23B, Hồ Thị Kỷ, quận 10. Và chương trình ngày hôm nay còn có sự tài trợ của Panda BBQ, hệ thống xiên que đồng giá. Và ngày hôm nay đội chơi giành được chiến thắng sẽ giành lấy giải thưởng 3 triệu đồng. Giải nhì của chúng ta sẽ là 1 triệu đồng và giải khuyến khích 500 nghìn. Cố lên anh ơi. Rồi, và một chiếc áo hoodie sẽ gửi tặng đến cho các bạn. Bạn nào dự đoán thành công đội sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay, bạn nữ của chúng ta. Chị ơi, mình dự đoán đội chơi nào sẽ giành chiến thắng? Mình dự đoán đội số 3. Đội số 3, có phải người nhà không? Không nha. Rồi, nhớ cổ vũ cho đội số 3 nha. Rồi, ở phía dưới, số 2. Rồi, đội số 1. Hai anh to con mà không có ai trao gửi niềm tin hết. Các bạn nữ bên kia, các bạn có tin các anh số 1, các anh của đội bên đây sẽ giành được chiến thắng không? Vẫn không tin tưởng. Rồi, lưu ý chúng ta phải ăn theo hàng nhé. Anh hơi làm rớt miếng phô mai nè. Tình hình các đội chơi của chúng ta đang ăn khá ngang bằng với nhau. Và đã chiến hết hàng đầu tiên với trị giá 20.000 đồng. Dạ, cảm ơn anh. Em mà anh dùng đợi anh một cái là đội anh bị loại liền luôn đó. Là 500 ngàn sẽ thuộc về đội của anh. Và nếu như các bạn khán giả ở đây muốn tham gia giống như những người bạn của mình, có thể theo dõi thông tin tại kênh Facebook foodie.vn để có thể đăng ký và tham gia chương trình Foodie Challenge cùng với chúng tôi. Và chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho những bạn, các bạn nghĩ các bạn có khả năng ăn được nhiều và ăn nhanh.
Trời ơi, anh số 6 một cây xiên nướng là ảnh ăn đúng có một họng thôi. Cố lên anh ơi, anh chỉ cần mở ra đóng lại 100 lần là mình thắng. Và như vậy chúng ta đã trải qua 5 phút đầu tiên và các đội chơi đội ngoài cùng, đội ở vị trí số 3 của chúng ta đang là đội dẫn đầu. Chinh phục đã đến hàng vị trí số 2 và chỉ còn 4 xiên nữa là hết hàng số 2 rồi. Đó, thuyết âm mưu. Bên đây nhìn vậy nhỏ nhỏ con chứ ăn bền. Bên đây to gấp đôi, ăn chậm. Còn phô mai nha anh. Mình ăn vừa thịt vừa phô mai sẽ đỡ ngán hơn đó. Mình phải ăn hết phô mai của hàng đó rồi mới được tiến lên hàng trên nha.